Cùng làm thêm một vài ví dụ về phép trừ số thập phân nhé. Giả sử rằng chúng ta đang muốn tìm xem 2 trừ 1,2 bằng bao nhiêu. Các bạn hãy tạm dừng video này để xem mình có tính được không nhé. Có nhiều cách để ta giải quyết vấn đề này. Một cách là ta có thể xem nó như là 2 trừ 1 và trừ thêm 2 phần 10. Đây là 2 trừ 1 trừ 2 phần 10. Đầu tiên chúng ta trừ đi 1 và tiếp theo đó là trừ đi 2 phần 10. Và 2 trừ 1 rất là dễ tính, nó sẽ bằng 1. Tiếp theo đó ta chỉ cần trừ thêm 2 phần 10. 1 cũng tương đương với 10 phần 10 nên ta có thể nói nó là 10 phần 10. Ở ngay đây, 10 phần 10 và rồi ta sẽ trừ đi 2 phần 10. Chúng ta còn lại bao nhiêu? Và kết quả là nếu ta có 10 phần 10 mà trừ đi 2 phần 10 thì sẽ còn 8 phần 10. Để mình viết nó đây nhé, 8 phần 10 hay cũng bằng với 0,8 hay 8 phần 10. Hoặc các bạn có thể nghĩ nó theo hướng khác, nếu lấy 1 trừ đi 0,2 và xem 1 như là 1,0 thay vì như ban đầu là một đơn vị và không phần chục, thì bây giờ ta sẽ xem nó như không đơn vị và 10 phần chục. Và khi nó là không đơn vị và 10 phần chục thì 10 phần 10 trừ 2 phần 10 sẽ trở nên dễ tính hơn. Nó như 10 cái gì đó mà trừ đi 2 thì ta sẽ còn 8 và nó sẽ là 8 phần 10. Giờ ta cũng có thể hình dung nó trên thi số, ví dụ nhé. Để mình vẽ cái tỷ số ở đây, ta có 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây sẽ là 2, ta sẽ bắt đầu từ 2. Và ta sẽ trừ đi 1 và 2 phần 10. Cái đầu tiên có thể là ta trừ đi 1 trước và rồi trừ tiếp 2 phần 10. Và nó sẽ bằng với 8 phần 10 trên tỷ số. Một cách nữa để tư duy và mục đích chính của ta ở đây là để thấy được có nhiều cách làm và sau đó bạn có thể chọn được cách làm mà bạn thích nhất, nhưng tất cả sẽ cho bạn cùng một đáp số. Hãy thử nghĩ xem một cách hợp lý rằng sự cách biệt giữa 2 và 1,2 là gì. 1,2 ở đây trên tỷ số, vậy nó cách 1 và 2 phần 10 khoảng bao xa? Hoặc bạn có thể nghĩ xem ta cần phải cộng thêm bao nhiêu phần chục vào 1 và 2 phần 10 để có được 2. Nếu ta đang có sẵn 2 phần 10 thì sẽ cần cộng thêm 8 phần 10 để trở thành một đơn vị gần nhất. Vậy bạn phải cộng thêm 8 phần 10 hoặc là 0,8. Vậy hiệu giữa 2 và 1,2, hiệu giữa 2 và 1,2 là 0,8. Cùng làm thêm một vài ví dụ phức tạp hơn một chút nhé. Giả sử ta muốn tính 3,8 mà trừ đi 1,5. Hãy tạm dừng video để các bạn có thể giải thử trước nhé. Giống như lúc nãy, ta có thể xem nó như 3 trừ 1. Vậy ta đang trừ đi phần nguyên của số thập phân, cộng thêm 8 phần 10 rồi trừ 5 phần 10, trừ đi 5 phần 10. Chú ý rằng ta có 3 và 8 phần 10, trừ 1 và 5 phần 10, trừ 1 và trừ 5 phần 10. Bây giờ ta có thể tính được rằng 3 trừ 1 sẽ bằng 2 và tiếp đến là 8 phần 10 trừ 5 phần 10 bằng 3 phần 10. Vậy ta sẽ có 2 và 3 phần 10. Tất nhiên ta sẽ viết nó thành 2,3. Khá là dễ hiểu nhỉ? Tiếp một trường hợp phức tạp hơn nữa. Giả sử ta muốn tính 4 và 5 phần 10 hay 4,5 trừ đi 2 và 8 phần 10 hay là 2,8. Hãy tạm dừng video này để xem các bạn có tính được không nhé. Và có thể bạn sẽ muốn làm điều tương tự như lúc nãy. Bạn có thể nghĩ, ồ nó giống như hồi trường hợp cũ. Hãy xét phần nguyên của số thập phân, nó sẽ là 4 trừ 2 cộng 5 phần 10 trừ 8 phần 10 4 và 5 phần 10
trừ 2 và trừ 8 phần 10. Trừ 2 và trừ 8 phần 10. Đó chính xác là những gì ta có ở đây. Và rồi bạn sẽ thấy là được rồi, 4 trừ 2 sẽ còn lại 2. Nhưng rồi bạn sẽ tới phần 5 phần 10 trừ 8 phần 10 và ta có nhiều hướng để giải quyết nó. Bạn có thể tự hỏi làm sao mình có thể trừ 8 phần 10 nếu mình chỉ có 5 phần 10 nhỉ? Và có rất nhiều phương pháp mà ta có thể sử dụng. Bạn có thể nghĩ, ồ hay là mình có thể lấy thêm vài phần chục nhỉ? Vậy đây là 5 phần 10. Trừ đi 8 phần 10. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta lấy thêm phần chục ở đây nhỉ? Cách duy nhất để hình dung là ta có thể tách những phần nguyên này ra. Vì một đơn vị cũng bằng 10 phần 10. Vậy ta có thể xem hai đơn vị là 1 cộng 1 hoặc 1 cộng 10 phần 10. 10 phần 10. Vậy trong trường hợp đó, bạn có thể cộng. Bạn có thể tính được 10 phần 10 cộng thêm 5 phần 10 rồi trừ 8 phần 10 thì sẽ là bao nhiêu? Và nó khá là rõ ràng, 10 phần 10 cộng 5 phần 10 là 15 phần 10. 15 phần 10, ta có 15 phần 10 rồi trừ đi 8 phần 10, vậy ta sẽ còn 7 phần 10. Vậy ta có 1 cộng 7 phần 10. Và tất cả phép tính này khi bạn giải nó sẽ là 7 phần 10. Hay còn có thể được viết là 0,7, cũng tương đương với 1 và 7 phần 10. Bây giờ thì ta có nhiều cách để làm. Một cách có thể là, mà đây cũng là cách mà mình hay sử dụng trong đầu, mình sẽ viết nó là 4,5 trừ đi 2,5 trừ tiếp 0,3, hoặc 4 và 5 phần 10 trừ 2 và 5 phần 10 trừ 3 phần 10. Sao mình lại viết nó như vậy? Vì mình thấy nó đơn giản hơn để tính. Và khi có được đáp số thì mình chỉ cần trừ đi 3 phần 10. Ví dụ nhé, nếu mình có 5 phần 10 ở đây và lấy đi 5 phần 10 thì chúng triệt tiêu nhau. Và rồi mình sẽ còn 4 trừ 2 và nó sẽ bằng 2. Sau đó mình trừ đi 3 phần 10. Đây là một cách khá rõ ràng để bạn tính nhẩm trong đầu. Vậy 2 trừ 0,3 là bao nhiêu? Bạn có thể tưởng tượng tia số trong đầu và nó sẽ là 1 và 7 phần 10. 1 và 7 phần 10. Và nếu các bạn thấy lạ, ồ mình đã viết nhầm, 1 và 7 phần 10 nhé. Và nếu các bạn thấy lạ vì mình làm quá nhanh thì cứ nghĩ như thế này nhé. Nó cũng y hệt với phép tính 1 cộng 1 trừ 3 phần 10. Và cái này ở ngay đây tương đương với 10 phần 10. Vậy 10 phần 10 trừ 3 phần 10, ta sẽ có được kết quả là 7 phần 10. Vậy nó sẽ là 1 và 7 phần 10, cũng giống như đáp án lúc nãy của ta. Chung quy mục đích ở đây là hiểu được có nhiều cách để làm phép trừ số thập phân. Trong đó một số cách bạn có thể tính ra ngay được, nhưng có sẽ rất hữu ích nếu bạn hình dung được những phép tính trong đầu. Và thật ra có một số cách nhẩm nó sẽ tính ra tốt hơn là ghi trên giấy, hoặc chỉ ít nó sẽ dễ hơn khi bạn tính trong đầu.